Săn dây là một loại cây có giải nhiệt mạnh, có thể giúp cơ thể giải khát vào những ngày hè nóng bức. Bên cạnh đó có nhiều công dụng hỗ trợ và cải thiện sức khỏe. Chính vì thế mà nhiều người chọn săn dây là thức uống hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài câu hỏi xoay quanh việc nên uống sắn dây sống hay chín thì tốt. Hãy cùng Diệp giải đáp thắc mắc đấy trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề uống bột sắn dây sống hay chín thì tốt hơn, thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác với bạn. Chẳng hạn như là bạn đã từng uống bột sắn dây sống, thường xuyên ăn bột sắn dây chín, thì cũng để lại một bình luận tích cực để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Bột sắn dây không chỉ là nguồn dinh dưỡng đặc biệt, còn có đem lại nhiều lợi ích vô cùng đặc biệt đối với sức khỏe của con người. Bột sắn dây không chứa gluten, phù hợp với người thường xuyên có các vấn đề về dị ứng hoặc nhạy cảm. Đối với những người mắc bệnh về celiac và dị ứng với gluten, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bột sắn dây trong việc nấu ăn hoặc làm bánh để hạn chế các vấn đề liên quan tới tiêu hóa. Thứ hai là hỗ trợ tiêu hóa. Bột sắn dây được biết đến như một loại thần dược có thể cứu rỗi dạ dày của bạn. Điều này là hoàn toàn đúng vì trong sắn dây có một loại tinh chất dịu nhẹ với dạ dày. Hơn nữa, nó cũng sẽ rất tốt cho những người bị chứng dị ứng ruột kích thích hoặc là viêm túi ruột thừa. Bên cạnh đó cũng giúp giảm các triệu chứng tiêu hóa bùng phát bất ngờ. Thứ ba là hỗ trợ tăng cân an toàn. Đối với những người muốn tăng cân, việc lựa chọn sử dụng bột sắn dây được ưu tiên hàng đầu. Bột sắn dây có thể giúp bạn tăng cân một cách an toàn, giảm các rủi ro tăng cholesterol và các chất béo trong cơ thể, hạn chế bệnh liên quan tới tim mạch. Việc thêm bột sắn dây vào thực đơn ăn uống hàng ngày có thể giúp tăng hàm lượng carbon hydrate và calo trong các bữa ăn, giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể. Thứ tư là bổ sung canxi và sắt. Bột sắn dây là nguồn canxi quan trọng giúp xương và răng luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Không những thế, lượng natri trong sắn dây rất ít, có thể kiểm soát được lượng muối trong cơ thể và hạn chế các bệnh liên quan tới huyết áp và tim mạch. Theo các chuyên gia, bột sắn dây có thể giúp cơ thể cải thiện được sắt và giảm thiểu các nguy cơ thiếu máu trong cơ thể. Phần 2 là nên uống bột sắn dây sống hay là chín sẽ tốt hơn. Có thể thấy uống bột sắn dây đem lại vô vàn công dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, một số người còn băn khoăn về việc uống sống hay là uống chín sẽ tốt. Trên thực tế, hầu hết những loại bột sắn dây được bày bán trên thị trường thì đều được chế biến thủ công, không qua khử trùng hay là chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, rất dễ dẫn các bụi bẩn và tạp chất. Do vậy, để sử dụng bột sắn dây nên uống chín, hiểu rõ hơn chính là pha với nước sôi hoặc nấu trên bếp để nhiệt độ sôi, có thể giúp tiêu diệt các mầm bệnh có thể gây hại cho cơ thể. Hơn nữa, khi uống sắn dây chín có thể giúp bạn hấp thụ sắn dây một cách tốt hơn, hạn chế cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau khi sử dụng. Nên lưu ý hơn về việc bảo quản và sử dụng sắn dây, sử dụng một cách an toàn nhất. Sau đây là một số cách pha bột sắn dây an toàn và hiệu quả. Để pha sắn dây đúng cách và ngon nhất, bạn nên chuẩn bị các nguyên liệu như sau: bột sắn dây, nước sôi, chanh, đường. Thực hiện bước 1, bạn cho một muỗng bột sắn dây vào ly, sau đó đổ nước sôi vào ly. Lưu ý rằng bạn nên vừa đổ nước sôi vừa quấy hỗn hợp sắn dây để bột được chín đều và không bị phón cục. Bước 2, bạn có thể dùng ngay hoặc là thêm chanh, đường nếu muốn. Bạn trộn đều hỗn hợp và có thể sử dụng ngay. Vừa rồi Diệp đã chia sẻ với bạn những ai không nên uống bột sắn dây và cách pha sắn dây đúng cách. Nếu bạn thấy video này ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và sử dụng bột sắn dây một cách đúng đắn và an toàn. Và bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.